nó có hai loại ung thư nguyên phát và thứ phát, nhưng hôm nay chúng ta học tập trung vào bài này, ung thư nguyên phát tại phổi. Đây là cái ung thư mà rất hay gặp, nó hay gặp hàng đầu trong các loại ung thư. Trong ung thư ở nam giới thì ung thư phổi và ung thư gan là ung thư gặp hàng đầu ở Việt Nam. Ở phụ nữ thì ung thư phổi không phải gặp hàng đầu, nhưng ung thư vú và ung thư cổ tử cung thì gặp hay gặp hơn. Nhưng mà ở nam giới thì ung thư phổi và ung thư gan này gặp hàng đầu. Và cái ung thư phổi này thì nó rất là nặng. Nó là một trong những nguyên nhân gây tử vong cao nhất trong tất cả các loại ung thư ở Việt Nam cũng như ở các nước phát triển. Đối với nam giới và nữ giới thì ít ung thư phổi, nhưng nếu ung thư phổi thì tỷ lệ tử vong cũng rất cao. Và cái việc phát hiện ra cái ung thư phổi này thường chúng ta phát hiện ở cái giai đoạn mà đã có di căn, có xâm lấn rồi, thì việc điều trị rất là khó khăn. Và cái ung thư này thì các bạn biết rồi, nó liên quan đặc biệt đến cái vấn đề hút thuốc lá. Và hút thuốc lá rất là phổ biến. Nam giới hút thuốc lá rất nhiều. Và phụ nữ thì không hút thuốc lá nhưng cũng được hút thuốc lá thụ động, tức là ngồi cạnh mấy anh nam giới hút thuốc lá, hoặc môi trường xung quanh có nhiều người hút thuốc lá thì cũng hút thụ động theo. Nhưng vì vậy mà cái bệnh ung thư phổi nó cũng rất là phổ biến ở nam giới, nhưng cũng không ít cả ở nữ giới rồi. Và người ta thấy rằng ở cái nhóm người có nguy cơ ung thư phổi cao mà ở các nước phát triển thì người ta sẽ chủ động sàng lọc ung thư phổi hàng năm. Ở Việt Nam mình chưa có cái điều kiện để sàng lọc ung thư phổi hàng năm. Nhưng những người mà có điều kiện hoặc những người hiểu biết thì người ta cũng chủ động đi sàng lọc ung thư phổi hàng năm. Thì những đối tượng nào, đó là một là nam giới trên 50 tuổi. Cách đây khoảng 10 năm về trước thì Tổ chức Y tế Thế giới và Mỹ đấy mốc là nam giới trên 55 tuổi. Nhưng mà gần đây thì người ta thấy rằng là trên 50 tuổi đã bắt đầu có nguy cơ ung thư phổi cao rồi. Và đến mốc 50 tuổi đã được thay khi mốc 55 tuổi. Và nam giới 50 tuổi thì dù không có yếu tố nguy cơ nào khác, người ta vẫn đi sàng lọc ung thư phổi hàng năm ở những nước như ở châu Âu và Mỹ. Một cái nhóm đối tượng thứ hai rất hay gặp một nguy cơ ung thư rất cao là những người hút thuốc lá trên 23 năm. Các bạn, tôi nhắc lại, phần lớn các bạn biết cái đơn vị 23 năm rồi, nhưng mà tôi vẫn nhắc lại 23 năm có nghĩa là gì? Mỗi ngày hút một bao trong vòng 20 năm thì gọi là 23 năm. Nếu như hút một ngày nửa bao trong 20 năm thì lúc đấy là đơn vị là 10 bao năm. Đấy, có cái đơn vị như vậy. Hút thuốc lá mà trên 20 bao năm thì cũng nhóm nguy cơ ung thư phổi cao. Và nếu như một người hút thuốc lá trên 20 bao năm rồi mà cai thuốc lá mà dưới 15 năm vẫn còn nguy cơ ung thư phổi cao. Đấy. Tức là cai, giả sử cai 10 năm rồi thì vẫn xếp nhóm nguy cơ cao và vẫn có quy trình sàng lọc. Một cái nhóm nữa là cũng được xếp nhóm nguy cơ và được xét nghiệm sàng lọc. Cái bụi silicat, những người khai thác bỏ quặng thì đó là những người mà có cái nguy cơ cao trong cái bị ung thư phổi. Và cái yếu tố gia đình thì người ta thấy rằng cũng có yếu tố gia đình. Ví dụ những người cận huyết như là bố, anh chị của bệnh nhân mà có ung thư phổi thì bệnh nhân sẽ cũng có nguy cơ bị ung thư phổi cao hơn. Đây là những người mà được đánh giá là nguy cơ cao và sẽ sàng lọc ung thư phổi. Các anh chị chưa được học bài những cái bài sâu hơn về sàng lọc ung thư phổi sau đại học được học, nhưng tôi cũng nhắc qua một chút. Một số người vẫn quan niệm người ta sử dụng X quang sàng lọc, tức là như này, mỗi một năm người ta chụp X quang phổi một lần để xem có bị u phổi hay không. Cái này vẫn đang áp dụng phổ biến ở Việt Nam. Quốc gia thì không có chương trình sàng lọc ung thư phổi, chương trình sàng lọc ung thư phổi của quốc gia cũng như này, tức là cái đất nước ấy, người ta chi tiền ra và cứ cái người trong nhóm nguy cơ ấy, hàng năm được chụp đến bệnh viện chụp miễn phí. Đấy gọi là chương trình sàng lọc quốc gia và cả nước được thực hiện như thế. Ở Việt Nam thì không có. Tuy nhiên những công ty, những đặc biệt là những người có nghề, cái công ty mà có nghề nghiệp liên quan đến bụi, hoặc cái công ty mà không có liên quan nhưng người ta có điều kiện thì người ta cũng tìm hiểu, thì người ta cũng sẽ cho nhân viên người ta trên 50 tuổi sàng lọc ung thư phổi hàng năm khi khám sức khỏe. Tuy nhiên cái việc sử dụng X quang ấy, nó không có giá trị cao lắm trong cái phát hiện ung thư phổi giai đoạn sớm. Nó phát hiện rất tốt ung thư phổi ở cái giai đoạn kích thước đáng kể rồi. Đấy. Thế còn những cái u mà kích thước rất sớm ấy, thì bây giờ người ta đã chuyển sang chụp cắt lớp vi tính
phổi liều thấp, tức là dùng một cái kỹ thuật chụp cắt lớp với cái liều chiếu thấp ngang với chụp X-quang thôi. Và hàng năm người ta chụp cái phổi bằng CT để phát hiện những nốt mờ. U phổi giai đoạn sớm từ khi còn là những nốt mờ thì chưa phải là khối. Thì đây là cái mà anh chị sẽ nghe dần và sau này vào bệnh viện sẽ tiếp cận dần. Thì có cái thuật ngữ là chụp cắt lớp vi tính liều thấp, low dose CT scanner. Còn khi, nhưng mà cái đấy nó đắt tiền, như bệnh viện Đặc biệt Hà Nội chụp cái đấy là 1,5 triệu một lần. Mà các anh chị biết rồi, chụp cái quang phổi thì nó cũng tùy được bệnh viện, dao động khoảng 60-80 nghìn trong các bệnh viện nhà nước lần chụp thôi. Như vậy thì nó sẽ vẫn phù hợp với đất nước nghèo vẫn sử dụng X-quang. Thế còn những người đất nước có điều kiện sẽ chụp cắt lớp vi tính liều thấp. Điện lâm sàng ung thư phổi thì nó không phải mục tiêu của bài, nhưng mà tôi cũng có nhắc lại một vài cái điểm để chúng ta hiểu được cũng liên quan đến cho anh ngành. Thì chị biết rồi, ung thư phổi thì cái chị học rồi nó có rất nhiều triệu chứng khá phong phú tùy tình huống mà có cái biểu hiện. Đấy. Tôi hiểu gì, nó ho kéo dài này, đấy, có thể khó thở này, rồi ho ra máu này, đau ngực này, nghe phổi có tiếng rít do nó hẹp phế quản, thậm chí là những u phổi thể hang nó có tiếng thổi hang giống như là áp xe phổi đấy. Rồi những biểu hiện khác như tràn dịch màng phổi gây ra hội chứng cận u, anh chị biết hội chứng cận u, hội chứng Pierre Domery chẳng hạn đấy, ngón tay duỗi trống là dày màu xương trước xương chày chẳng hạn, hoặc như một số hội chứng như pancotopia đau ở vai lan xuống cánh tay, rồi hội chứng Klobuchar Hodder tức là bệnh nhân rối loạn cái nhiệt độ một nửa mặt đấy, sụp mi thứ. Nhưng mà những cái đó thì thực sự nó đều là những cái dấu hiệu mà khi mà u có kích thước đáng kể, đặc biệt đến cái biểu hiện của di căn như di căn não, di căn xương rồi, con liệt, đau xương rồi ạ, thì rất muộn rồi. Và người ta thấy rằng phần lớn những cái ung thư phổi mà khi có những dấu hiệu này rồi là ở cái giai đoạn muộn, việc điều trị triệt căn tức là phẫu thuật lấy hết hoàn toàn u ấy là vô cùng khó khăn, hầu như không lấy hết được. Và cái tiên lượng sống dưới 5 năm của những trường hợp này rất là thấp, dưới 25%. Và các bệnh nhân khi đến bệnh viện thì có tới 50% chưa có biểu lâm sàng tình cờ phát hiện ra. Còn những nước phát triển bây giờ là sàng lọc ung thư phổi bằng CT liều thấp thì tất cả những cái bệnh nhân đó đều không có biểu lâm sàng gì hết. Người ta chỉ dựa vào cái yếu tố nguy cơ cao mà đi chụp sàng lọc mà thôi. Và đợi những cái dấu hiệu như thế này là rất là muộn. Và người ta cũng kỳ vọng rằng tất cả bệnh nhân u phổi sẽ được phát hiện ra trước khi có biểu hiện lâm sàng. Bây giờ các anh chị cũng sẽ đến bệnh viện sẽ phát hiện ra rất nhiều bệnh nhân ung thư phổi không bị lâm sàng nữa, không như trước đây. Năm tôi học sinh viên năm 96-97 đi bệnh viện Bạch Mai thì hầu hết các bệnh nhân u phổi rất là to, các thầy mô tả rất nhiều triệu chứng, tôi khám tôi thấy được những triệu chứng đấy khi lâm sàng thật. Và nhưng bây giờ thì dần dần nó sẽ ít dần đi và các anh chị sẽ ít được gặp những dấu hiệu lâm sàng đấy hơn. Hội chứng cận u thì ngạn trước hay rất hay gặp, bây giờ các anh chị sẽ ít gặp hơn. Tôi thấy các bạn có rất nhiều bạn chat, tôi sẽ mở lại chat xem có vấn đề gì không. Không sao, các bạn nhắn không điện thoại không sao. Tôi nói như vậy để lần sau các bạn thay đổi, rồi chúng ta đang học rồi. Lẽ ra tôi phải nhắn trước cho các bạn là học bằng máy tính, tôi chưa nhắn trước thì nó không phải lỗi của các bạn nhé, lỗi của tôi. Thứ hai, nhắc về giải phẫu bệnh ung thư phổi thì I4 các anh chị đã học giải phẫu bệnh rồi. Khi phân loại mô bệnh học của ung thư phổi cũng khá là phức tạp. Tuy nhiên thì tôi cũng sẽ tổng kết ngắn gọn như này cho nhớ để chúng ta liên quan đến bài học thôi. Ung thư phổi thì nó có hai cái loại, một ung thư nguồn gốc của biểu mô, hai loại ung thư không nguồn gốc biểu mô. Ung thư không nguồn gốc biểu mô ví dụ như ung thư hạch, ung thư lymphoma ở phổi, hoặc những ung thư tổ chức liên kết như sarcoma ở phổi, sarcoma nhầy chẳng hạn, hoặc những cái ung thư nó di căn từ nơi khác, nó không cùng nguồn gốc biểu mô. Đấy. Tuy nhiên trong đại bài chúng ta đang bàn luận đến nguyên phát thì không nhắc đến. Thế còn ung thư biểu mô phổi thì người ta chia làm hai loại. Một là ung thư phổi tế bào, không phải tế bào nhỏ. Hai là ung thư phổi tế bào nhỏ. Cái này người ta phân chia như này vì nó liên quan tiên lượng. Những ung thư
phổi mà không phải tế bào nhỏ thì người ta phân chia giai đoạn và ở những cái giai đoạn dần 1 đến 2 là sẽ phẫu thuật cắt u chẳng hạn. Ung thư tế bào nhỏ thì khác, ngay cả giai đoạn 1 đến 2 thì thường người ta không phẫu thuật. Cái tim lượng nó rất xấu và di căn rất nhanh. Và cái phân chia giai đoạn ung thư tế bào nhỏ cũng khác. Chính vì vậy mà người ta phân tách như vậy. Và ung thư tế bào không phải tế bào nhỏ chiếm 80%, nên là 80% cái u phổi nó không phải tế bào nhỏ, chỉ có 20% tế bào nhỏ. Và trong ung thư tế bào không phải tế bào nhỏ đấy thì nó có mấy loại được chắc tới: ung thư biểu mô tuyến, ung thư biểu mô vẩy, ung thư tế bào lớn. Thì chúng ta cũng nghe một số cái thuật ngữ nó liên quan đến bề mặt hình ảnh, tôi có thể chắc qua một chút thôi, không phải mục tiêu của anh chị thuộc trong cái bài này. Và bề mặt hình ảnh x-quang của ung thư phổi thì người ta chia làm hai loại ung thư phổi. Một, thứ nhất là ung thư phổi thể trung tâm, hai là ung thư phổi thể ngoại vi. Ung thư phổi thể trung tâm là gì? Là những cái ung thư mà nằm gần ở rốn phổi. Từ rốn phổi đi ra ngoại vi phổi thì người ta chia làm ba đoạn bằng nhau, ba phần bằng nhau. Những cái ung thư phổi thể trung tâm thường nó nằm ở 1/3 trong, tức là 1/3 quanh cái rốn phổi đấy. Còn 1/3 giữa, 1/3 ngoài thì thường là ung thư phổi ngoại vi. Đấy, ung thư phổi ngoại vi. Và ung thư phổi trung tâm này nó xuất phát ở đâu? Nó xuất phát từ những cái phế quản gốc, phế quản thủy phổi. Đấy. Và ung thư ngoại vi thì nó xuất phát ở những cái biểu mô phế quản nhỏ xa. Và người ta phân chia này nó có rất có ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là như này, nó liên quan đến đặc điểm hình ảnh. Ung thư phế quản của ung thư phế quản gốc, ung thư phế quản thùy ấy, khi mà u to lên nó sẽ gây tắc phế quản thùy của phế quản gốc và nó gây xẹp phổi thùy và hoặc là xẹp phổi cả một bên phổi, mà cái hình ảnh chủ yếu nó là xẹp phổi. Khác ung thư phổi thể trung tâm, ung thư phổi ngoại vi thì nó ở trong phế quản nhỏ, nó sẽ gây xẹp cái phần nhu mô rất phổi rất nhỏ, chúng ta không nhìn thấy cái xẹp phổi đâu cả. Thứ duy nhất chúng ta nhìn thấy gì là khối ở nhu mô phổi. Đấy. Và cái chỉ định phẫu thuật của hai cái loại u nó cũng khá khác nhau. Những cái ung thư phổi thể trung tâm nó rất gần chạc ba cái phế quản, nó chỉ phát triển tăng lên một chút thôi là có khi được cách chạc ba cái phế quản dưới 2 cm thôi là không còn mổ được nữa, phải cách xa trên 2 cm. Ung thư phổi ngoại vi thì nó lại không xâm lấn kiểu đấy, thì trừ trường hợp nó to lắm cạnh xong nó xâm lấn, nó to đến mức độ nó xâm lấn trực tiếp vào trong rốn phổi hoặc nó di căn vào trong rốn phổi thôi, chứ còn bản chất cái khối không xâm lấn trực tiếp vào cái chỗ rốn phổi đấy. Và cái việc phẫu thuật nó cũng khác nhau, vì vậy mà người ta phân chia như thế này. Và khi nói đến thể trung tâm và ngoại vi này, nó gắn liền với đặc điểm hình ảnh nó rất khác nhau, mà chúng ta sẽ bàn luận cái hình ảnh của cái từng thể này như thế nào. Một là cái ung thư phổi thể trung tâm, thì hình ảnh trực tiếp của cái ung thư phổi thể trung tâm là gì? Chúng ta quan sát thấy cái khối ở gần rốn phổi, tôi vừa nói rồi, chia cái trường phổi từ rốn phổi ra đến thành ngực là ba đoạn, thì nó ở 1/3 trong. Cụ thể thực ra chúng ta nhìn thấy nó ngay rốn phổi đấy. Và cái dấu hiệu thứ hai là hẹp tắc phế quản lớn, phế quản thùy và hoặc phế quản gốc. Hẹp tắc phế quản này thì nhìn trên X quang là khó. Thực ra nó có thể nhìn được, nhưng mà với các bác sĩ chuyên khoa hoặc các bạn phải đi làm lâm sàng có kinh nghiệm lâu rồi mới nhìn được cái hẹp tắc đấy trên X quang. Còn phần lớn thì các bạn không phải bác sĩ chuyên khoa hoặc chúng ta mới đang học Y4 thì chúng ta không nhất thiết mức độ phải phân tích tìm được. Đấy. Nên tôi ghi vào đây để anh chị biết thôi. Và nếu anh chị mà đọc được thì càng tốt. Còn nếu không đọc được thì không phải mục tiêu của anh chị. Và một cái dấu hiệu nổi trội hơn tức là xẹp phổi. Chúng ta thấy xẹp của thủy phổi hoặc một bên phổi. Và đôi khi có cái dấu hiệu S golden. Đấy. Thì đã đưa chúng ta sẽ xem hình cụ thể, nó sẽ phân tích. Thì trong ba cái dấu hiệu này, cái dấu hiệu xẹp phổi là nổi trội nhất. Đấy. Một cái xẹp một thủy phổi hoặc xẹp cả bên phổi rất dễ nhìn. Nhưng hẹp phế quản, tắc phế quản khá khó nhìn. Anh chỉ biết rồi, trên phim X quang nhìn được các cái phế quản tâm nhánh thì
nó khó nhìn hơn. Và một cái nữa, cái khối rốn phổi, nếu cái khối đấy không đủ lớn, đặc biệt cái khối ở thành phế quản nó phát triển trong lòng phế quản, cái tắc phế quản không ra ngoài nhiều, thì thậm chí chúng ta không nhìn thấy rõ khối u đâu cả. Đấy. Nếu u đủ lớn thì chúng ta sẽ nhìn được rõ u, nhưng nếu u không đủ lớn có thể cũng không nhìn rõ. Và dấu hiệu duy nhất chúng ta thấy là gì? Là xẹp phổi. Anh chị nhìn trên cái phim X quang đây, cái dấu hiệu thứ nhất là khối rốn phổi, đây này, phổi bên phải, đây phổi bên trái, chúng ta nhìn rốn phổi phải này không có gì cả, các mạch máu kích thước bình thường, nhưng mà cái rốn phổi bên trái chúng ta thấy nó mờ rộng hơn bình thường, cái này nó không phải động phổi mạch phổi, nếu động mạch phổi nó quá to so với bên phải này, còn một cái khối đây tại rốn phổi. Và chúng ta nhìn kỹ hơn một chút nữa, chúng ta nhìn thấy cái bờ đây không? Cái bờ đi vào cái bóng tim đây này. Đấy. Bình thường động mạch phổi nó không có cái bờ đi vào trong bóng tim như này. Đây thực sự là cái khối nó chạy như thế này. Đây là cái khối ở rốn phổi. Và trong trường hợp như này chúng ta nghi ngờ u phổi ở vị trí rốn phổi, tức là gì? U phổi thể trung tâm. Và cụ thể gì? Chúng ta đây có thấy xẹp phổi không? Không thấy xẹp phổi. Đây là những trường hợp u phổi thể trung tâm nó gây hẹp lòng phế quản nhưng chưa tắc hoàn toàn và cái phổi nó chưa bị xẹp. Chưa bị xẹp. Và trên phim nghiêng chúng ta thấy đây có một cái khối nằm ngay cạnh rốn phổi, chúng ta nhìn đến đây là cái phế quản. Đây chạc ba cái phế quản phân nhánh đây, có cái khối chỗ này. Đây là một cái u phổi trung tâm và chưa thấy xẹp phổi. Những cái trường hợp phát hiện ra một cái u phổi mà chưa xẹp phổi ở tại rốn phổi như này thì nói chung là ít gặp hơn. Phần lớn đến với chúng ta có biểu lâm sàng một cái u rốn phổi thì phần lớn chúng ta thấy xẹp phổi. Và bệnh nhân thì được phẫu thuật cắt cái phổi ra, chúng ta nhìn thấy rõ đây. Đấy. Mạch máu và phế quản đây và cái khối u cạnh rốn phổi đây. Đây là u phổi tại trung tâm. Trên hình ảnh chúng ta thấy gì? Tôi gọi một số bạn nha, thì tương tác một chút thì không tôi cứ giảng, không thì chẳng biết các bạn bạn Lê Thị Dương đâu? Bạn Lê Thị Dương em đây ạ. Dạ, có em phim, đây. Trên cái phim X quang phổi thẳng này thì bạn thấy gì? Em thưa thầy là em trên cái phim X quang này thì em có thấy các khối mở ạ. Phần đỉnh phổi phải ạ. Và ở ở phần trên hoành ạ. Trên hoành đây á. Đây á. Vâng. Tôi sẽ xem có bạn ở chat gì không nhỉ. Đây có bạn không có ấy được, bạn nhắn là xẹp phổi thùy trên phải, đúng rồi. Các bạn đọc bài xẹp phổi thùy trên, xẹp phổi chưa? Bạn Ánh trả lời đi, các bạn đã được học bài xẹp phổi chưa? Bạn Lò Thu Phương có đấy không? Có thể ạ. Các bạn đã được học bài về xẹp phổi chưa? Học rồi đúng không? Vâng. Các hội chứng ở phổi thì các thầy giảng con nhắc đến xẹp phổi rồi đúng không? Nhưng mà em không nhớ thầy ạ. Không nhớ cũng không sao, tôi hỏi các bạn đã được học chưa thôi. Tôi sẽ nhắc lại một chút. Cái hình ảnh cụ thể của cái bệnh nhân này đây thì chúng ta thấy đây là một cái xẹp phổi của thùy trên. Bởi vì sao? Thứ nhất là chúng ta thấy là cái vị trí của thùy trên này nó mờ đồng nhất đấy. Và chúng ta thấy cái trường phổi bên trái đây nó rộng và trường phổi bên phải thì rất hẹp, như vậy có thu hẹp trường phổi phải. Cái thứ hai nữa là gì? Chúng ta thấy cái cơ hoành
bên phải nó quá cao so với bên trái. Bình thường nó chỉ chênh nhau khoảng 1-1,5 cm là cùng thôi. Còn như này chênh nhau thế này từ 4-5 cm rồi. Đấy. Và các cái khoang lên sườn so sánh hai bên thì chúng ta thấy bên phải này nó cái vị trí ở phía trên này nó hơi hẹp so với bên trái. Các bạn yên tâm, tôi sẽ gửi slide cho các bạn. Bên trái. Đấy. Và thứ hai cái chỗ ranh giới vùng mờ của cái vùng phổi sáng này rất rõ, đây chính là cái rãnh niêm thùy nhỏ của phổi phải bình thường đấy, nó từ rốn phổi nằm ngang ra, bây giờ nó kéo cao lên trên. Và một cái nữa chúng ta thấy thì cái phế quản này, cái khí quản này và phế quản bị kéo lệch sang bên phải đấy. Và tim và trung thất cũng bị lệch sang phải, còn bình thường nó sẽ sang trái rất nhiều, rồi nó lệch hết sang phải, còn một chút sang trái thì thôi. Như vậy nó có một hiện tượng giảm thể tích của cái phổi phải, gây co kéo trung thất sang bên phải, co kéo cơ hoành lên cao, làm hẹp các cái khoang lên sườn lại. Và có một cấu trúc bờ đồng nhất nằm ở vị trí thùy trên. Như vậy đây là một cái xẹp phổi thùy trên rất điển hình. Đấy. Còn chúng ta ở đây có nhìn thấy khối nào không? Thực ra chúng ta không nhìn thấy khối nào rõ ràng đây cả. Dấu hiệu khối trực tiếp trong trường hợp này chúng ta không nhìn thấy khối. Đấy. Chúng ta chỉ thấy có hình ảnh xẹp thùy trên phổi phải. Và khi đó chúng ta phải nghĩ đến nguyên nhân gì gây xẹp thùy trên phổi phải. Để chẩn đoán được cái nguyên nhân này thì người ta dựa vào cái dịch tễ là chính. Nếu như bệnh nhân này không có sặc dị vật, đúng không ạ? Không có tiền sử phẫu thuật thì bệnh gì đặc biệt, nhất là những bệnh nhân nam giới cao tuổi hút thuốc lá nhiều chẳng hạn đến viện, thì người ta nghĩ ngay đây là một cái u phế quản thùy trên phổi phải gây xẹp phổi. Vì đây là nguyên nhân hay gặp số 1 gây tắc phế quản. Và vậy có nhìn được cái phế quản tắc hay không? Tôi phân tích, các bạn không nhất thiết phải phân tích, nhưng tôi vẫn phân tích cho anh chị. Rồi dần dần sau này anh chị đi làm, các anh chị sẽ phân tích được. Các anh chị nhìn thấy đen đen đây là khí quản. Đi đến đây, nguyên tắc của nó phải phân làm là hai phế quản. Thì chúng ta thấy đây là cái phế quản phổi trái, còn gốc phổi trái đây. Còn nhìn được cả phế quản thì dưới đây, thì trên nó phân cánh nhỏ nhỏ đây. Như vậy chúng ta nhìn thấy khí quản, phế quản gốc. Và chúng ta nhìn sang phải, thì chúng ta thấy gì? Chúng ta không nhìn thấy phế quản gốc bên phải đâu. Đấy. Như vậy, chứng tỏ có một cái gì đó tắc hoặc nó gây hẹp phế quản gốc bên phải đến mức độ mà chúng ta không nhìn rõ đâu nữa. Và chúng ta thấy rằng, chúng ta vẫn nhìn thấy cái thùy dưới phổi phải như thế này. Như vậy chứng tỏ nó không tắc hoàn toàn. Nhưng cái phế quản ở cái thùy trên phổi phải nó xẹp hoàn toàn như này. Như vậy chứng tỏ nó tắc phế quản thùy trên mà nó hẹp cả phế quản gốc, dẫn đến chúng ta không nhìn rõ phế quản đâu nữa. Đấy. Và trên cái hình phim này nó có một cái dấu hiệu gọi là dấu hiệu S golden, tức là dấu hiệu vàng chữ S. Vàng chữ S các bạn có thể search trên mạng được. Trước đây người ta sản xuất những cái miếng vàng hình trái tim. Và trên đây người ta đóng dấu cái chữ S ngược. Đấy, người ta gọi là dấu hiệu chữ S vàng. Tức là dấu hiệu chữ S gắn trên cái miếng vàng. Cứ mỗi một miếng vàng một cây đấy, thì người ta có cái chữ S ngược ở trên. Thì chúng ta nhìn đây, đây là cái rãnh niêm thùy của phổi. Nó cong như thế này. Đấy, như vậy nó không khác thì chúng ta vẽ một chữ S ngược. Đúng không ạ? Đấy, nếu mà chúng ta xoay ngược cái phim lại thì cái treo cái chiều như thế này là nó đúng với chữ S này. Nhưng mà cái chiều như thế này chúng ta biết đây, nó cong ngược như thế này. Đấy, người ta còn dùng cái từ là dấu hiệu chữ S ngược hay là dấu hiệu chữ S vàng. Đấy. Khi mà có dấu hiệu chữ S vàng như này thì người ta sẽ suy luận ra là có một cái khối ở rốn phổi. Vì các bạn nếu như xẹp phổi mà không có khối ở đây thì nó sẽ cong nõm liên tục, luôn luôn nõm cho đến rốn phổi. Đây là ta chỉ lõm một phần lại lồi ra như này. Như vậy chứng tỏ có một cái khối ở chỗ này, nó thấy lồi cái đường cong lõm của rãnh màng phổi niêm thùy. Đấy. Như vậy suy ra chỗ này là có cái khối. Và khi có cái dấu hiệu, khi xẹp phổi thùy trên như này, người ta thấy dấu hiệu chữ S ngược như này, thì người ta biết ngay là có khối ở rốn phổi. Và khẳng định được luôn nên là cái ung thư phế quản thùy trên gây xẹp thùy trên phổi phải. Đây là dấu hiệu chữ S ngược hay chữ S vàng.
Tôi giảng thì các bạn vẫn nghe rõ chưa? Dạ. Trả lời được đúng luôn là dấu hiệu chữ S ngược kia rồi này. Tôi thấy một số bạn lại ao ra, như hiện tại số 86 bạn. Các bạn nghe không rõ hay là các bạn thấy phương pháp giảng không ổn hay sao mà các bạn lại ao ra? Tôi nhắc lại nha, các bạn học, các bạn yên tâm. Vấn đề học ở đây để lấy kiến thức để chúng ta đi làm và trở thành là bác sĩ. Còn vấn đề thi cử không quan trọng. Cuốn sách cho anh ảnh của bộ môn đúng không ạ? Các bạn có trong tay rồi đúng không? Các bạn sẽ đọc trong cuốn sách đấy, tất cả những cái thi cử do thầy Hoan trong bộ môn sẽ ra đề đều nằm trong cuốn sách đấy hết. Nhưng đó là những kiến thức hết sức là lý thuyết. Mà chúng ta muốn học và làm việc thì chúng ta bắt buộc phải nghe những bài giảng như này và xem hình ảnh cụ thể, chứ không phải xem đọc trong những cái trang chữ trên những cuốn sách, những cuốn sách của chúng ta được có trong tay đâu nhé. Một cái trường hợp nữa, anh chị nhìn đây, toàn bộ cái trường phổi bên phải nó mờ hết toàn bộ. Như vậy nếu như toàn bộ trường phổi phải nó mờ toàn bộ như này thì chúng ta đặt ra những khả năng nào? Bạn Bùi Hồng Sơn có đây không? Đúng rồi. Bạn, theo bạn Sơn thì nếu cái phổi phải mờ toàn bộ như thế này thì có những khả năng gì có thể xảy ra? Bạn Sơn có trả lời được không? Các bạn là sinh viên, bạn được quyền trả lời sai các bạn nhé. Bởi vì sao? Bởi vì thì tôi hỏi này không phải là tôi bắt các bạn phải trả lời đúng đâu. Tôi hỏi để chúng ta có cái ấn tượng về cái nội dung kiến thức chúng ta học thôi. Tôi thấy lớp mình rất nhiều bạn trả lời rất tốt. Nhưng mà này, chat trên đây này trả lời rất tốt. Tôi thấy rất giỏi. Đấy. Rất tốt. Bạn Ngô Phương Thảo trả lời là tràn dịch màng phổi hoặc xẹp phổi ạ. Bạn Lê Thị Dương có một cũng ghi là tràn dịch hoặc tắc phế quản gốc phải ạ. Rất tốt. Một bạn nữa là xẹp toàn bộ phổi hoặc cắt phổi. Rất tốt. Bạn Tiêu Quang Trường rất đúng. Đấy. Rồi các bạn trả lời rất hay. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của các bạn. Tôi thấy phát hiện là các bạn bây giờ rất thông minh, học rất là nhanh, không học kề quốc như chúng tôi ngày xưa, như các bạn kiến thức rất là tốt. Tôi thì hay làm việc các bác sĩ nội trú nên lại sau để học nhiều hơn với các bạn sinh viên, thì tôi thấy các bạn xuất sắc rồi, nhưng mà giảng mấy lần lập cho các bạn sinh viên tôi thấy các bạn bây giờ càng ngày càng rất xuất sắc. Các bạn trả lời hoàn toàn đúng đấy nhé. Rất nhiều anh chị có tuổi, các cô chú có tuổi về bệnh viện huyện làm rồi hỏi không trả lời được, nhưng các bạn trả lời để gần như đủ toàn bộ luôn. Chúng ta đặt ra mấy trường hợp. Một, bệnh nhân này có tràn dịch màng phổi mức độ nhiều, lấp tích toàn bộ. Thứ hai là nó xẹp hoàn toàn cái phổi bên đó. Cái thứ ba, các bạn nói rất đúng, nó là gì? Phẫu thuật cắt một bên phổi rồi. Đấy, các bạn trả lời hoàn toàn đúng hết, không có câu nào sai đây cả. Bệnh nhân nếu như đã phẫu thuật cắt một bên phổi thì rất dễ chẩn đoán, ta chỉ hỏi tiền sử một câu là ra ngay, đúng không? Việc chúng ta muốn xem cái phim muốn chẩn đoán được, chúng ta luôn luôn phải phối hợp lâm sàng, chứ không phải chúng ta cứ cắm cái phim lên chúng ta đọc. Chúng ta không phải, chúng ta là bác sĩ, không phải thợ đọc ảnh, bắt buộc chúng ta có thông tin lâm sàng. Và bệnh nhân là gì? Không có tiền sử cắt phổi thì chúng ta sẽ không đặt ra. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ phân biệt hai cái tình huống, một là tràn dịch màng phổi, hai là có xẹp phổi. Vậy trường hợp này thì là xẹp phổi hay là tràn dịch màng phổi? Bạn Triệu Hạnh Yến có đấy không? Dạ em nghe thầy ạ. Ừ, theo bạn như này là xẹp phổi hay tràn dịch màng phổi? Bạn có trả lời được không Yến? Không sao đâu, em cứ nghĩ thì làm trả lời cũng không sợ sai nhé. Em có thể là xẹp phổi ạ. Vì sao là xẹp phổi? Bạn nói đúng rồi đấy. Em nói vì các khoang lên sườn của bệnh nhân thì nó không giãn rộng và em nó thấy nó hẹp lại. Sao nữa? Có dấu hiệu gì nữa không?
Ở đây đúng rồi đấy, nhưng mà thêm dấu hiệu nữa đi. Thêm dấu hiệu gì còn rõ hơn cái dấu hiệu bạn vừa nói. Khí quản này có vẻ như là ở bên phải nó bị, em không nhìn thấy ạ. Thế là phế quản phải không nhìn thấy. Rồi, dấu hiệu gì nữa quan trọng hơn, rõ hơn, khẳng định luôn. Bóng tim lệch bên trái ạ. Ủa quá chuẩn, đúng rồi, còn một thêm dấu hiệu nữa không? Nói nốt dấu hiệu nữa là xong. Cái gì nó tập trung thấp nhưng mà nó rõ hơn cái việc lệch sang bên phải. Em không biết. Rồi. Thì bạn Đặng Hùng Thái có đây không? Em có thể em có ạ. Bạn bổ sung thêm một dấu hiệu gì nữa không? Cái gì lệch sang bên phải nữa? Bạn nói bóng tim lệch sang phải rồi, đúng rồi, còn cái gì nữa? Khí quản lệch bên phải ạ. Đúng rồi, cái đây rất dễ nhìn, ai nhìn thấy ngay đọc ngay. Và tôi rất ghi nhận cách trả lời của bạn, rất trung thực. Các bạn trả lời rằng là cái khoang yên sườn nó không rộng ra, nó không hẹp đi nhưng nó không rõ ràng, nhưng mà nó không rộng ra. Các bạn nói đúng rồi. Thực ra cái này nó có hẹp đi ít thôi và nó hẹp nhiều phía trên một chút này. Hẹp rõ hơn ở phía trên một chút, ở dưới không rõ hẹp. Nhưng các bạn nói nó không rộng ra thì tràn dịch màng phổi thì thường nó rộng ra. Còn đây nó mờ thì mà nó không có vẻ nó hơi hẹp đi, nhưng mà như thế cũng đủ nói là nó hẹp rồi. Đấy. Thì vì nếu không là dịch nó phải rộng ra cơ mà, chứ không phải là nó hơi hẹp đi như này. Và cái thứ hai, chúng ta đọc phát rất nhanh, chúng ta thấy trung thất thì kéo lệch đi và cái khí quản kéo lệch đi. Như vậy chứng tỏ đây là một cái xẹp phổi chứ không phải tràn dịch màng phổi. Hoặc có thể có tràn dịch nhưng không nhiều. Có thể có hiện tượng là vừa tràn dịch vừa xẹp phổi các bạn ạ. Đấy. Nhưng cái xẹp phổi ở đây nó nổi trội, cho nên nó mới kéo đi có cấu trúc gì được sang bên phải được. Còn nếu cái dịch chiếm nổi trội hơn thì thường trung thất và khí phế quản nó sẽ nằm ở vị trí bình thường. Đấy. Và rất hay các bạn trả lời luôn cái phế quản, cái bên cấu trúc phế quản chứa khí ở bên phải không nhìn rõ nữa. Đây, phế quản chứa khí bên trái đây. Bên phải mờ không thấy, còn những nước cụt. Đấy. Như vậy có cái tắc phế quản bên này. Các bạn đọc cái này rất là tốt rồi, tôi nghĩ là tôi giảng có khi thừa ấy nhỉ. Có thừa không là bạn Thảo Phương, bạn Phương Thảo. Dạ không ạ. Ở đấy to hơn được không? Dạ, thầy giảng thì em mới tổng kết lại được gì. Sao bé tôi nghe không rõ, hay là do cái loa của tôi nhỉ? Toàn bộ phổi và cái phế quản gốc bên phải bị cột đi như thế này. Và chúng ta nghĩ ngay có một cái nguyên nhân gây tắc phế quản và gây xẹp phổi. Và nguyên nhân hay gặp nhất vẫn là ung thư phổi. Tất nhiên những trường hợp như thế này thì để chẩn đoán sâu hơn thì chúng ta sẽ còn những phương pháp khác. Chúng ta chụp các lớp vi tính, nhìn cả cái tổ chức, bắt thuốc cản quang lồi vào trong lòng phế quản. Đấy, gây tắc phế quản. Và nội soi phế quản, sinh thiết, lấy giải phẫu bệnh, nhiều thứ khác. Chúng ta hôm nay chọc về bài X quang thôi. Và trên cái phim X quang này, thì nó còn có một thứ chúng ta sẽ nhìn được cái khối nữa. Các bạn có nhìn thấy đây là cái phế quản này không? Đây là cái khí quản trái, chúng ta thấy có một khối lồi vào trong đây không? Các bạn có nhìn thấy không ạ? Có một người là trả lời của tôi đi. Đã có thấy đấy ạ. Đấy chính là cái khối u lồi vào trong trạc ba khí phế quản. Trạc ba khí phế quản là gì? Là nơi khí quản tách ra phế quản gốc phải và phế quản gốc trái. Khối lồi vào trong như này, với cái phim X quang này chúng ta đã biết rằng đây là ung thư đã lồi vào trong trạc ba khí phế quản, không còn khả năng phẫu thuật triệt căn nữa. Đấy. Và trên phim chụp cắt lớp vi tính, các anh chị không học về cắt lớp vi tính nhưng tôi cũng đưa hình cắt lớp vi tính và minh họa vào đây. Và thực tế thì anh chị, khi các anh chị bước chân đi làm thì các anh chị vẫn phải sử dụng hết. Và cũng không phải chỉ bác sĩ cho nên ngành mới đọc những cái này đâu. Các bác sĩ là bác lâm sàng về ngoại khoa lục ngực hoặc về nội khoa thì nghiêm nhiên các bạn phải đọc phim như này. Yeah.
Trừ trường hợp các bạn làm da liễu thì các bạn sẽ đọc thôi. Mà không biết được có ai theo da liễu không thì chưa biết trước được, đúng không? Chúng ta vẫn phải học. Và ngay cả bác sĩ da liễu thì chúng ta cũng nên biết được bệnh học. Rất nhiều bệnh liên quan đến chuyên ngành về da nữa. Các anh chị nhìn đây. Đây là cái phế quản gốc bên ở cái chạc ba cái phế quản đây. Thì cái phế u của phế quản gốc bên phải phát triển lồi về lòng. Lồi trong lòng, chạc ba cái phế quản. Toàn bộ cái phổi được xẹp hết. Vậy cái u lồi vào trong lòng đấy. Và chúng ta thấy ngoài ra có cái tràn dịch màng phổi đây. Dịch màng phổi nó giảm tỷ trọng, không bắt thuốc như mô phổi. Tuy nhiên cái dịch thì không nhiều. Cái chính của nó là gì? Là xẹp phổi. Đây có một chút dịch màng phổi lên này. Đấy, lên cao một chút nữa, đây là khí quản. Đây là cái phổi xẹp. Nên dịch màng phổi. Trên X quang chúng ta sẽ không tách được đâu là dịch, đâu là xẹp phổi đâu. Như CT thì sẽ tách được. Và chúng ta còn thấy có một cái khối hình tròn nằm cạnh phải khí quản đây. Đây là hạch di căn trung thấp. Đấy. Những cái này thì khó nhìn trên phim X quang vì nó xẹp phổi hết rồi, chúng ta không nhìn ở đây được nhé. Một trường hợp nữa cũng là một cái u phổi, u phế quản phổi phải. Chúng ta nhìn đây, đây là khí quản bị kéo cong lệch sang bên phải này do cái xẹp phía trên. Đấy. Và đây là chạc ba khí phế quản tách ra phế quản gốc trái, nên là phế quản gốc phải. Chúng ta thấy cái phế quản gốc phải bên này nhỏ hơn hẳn phế quản gốc trái, như vậy nó cũng hẹp. Và chúng ta quan sát rõ là một cái khối ở đây khá to đây. Chính vì cái khối này nó mới đẩy lồi cái đẩy lồi cái rãnh nên thùy thành chữ S ngược đây, nên là hay là chữ S vàng. Đây. Nên cái khối. Đây là cái tắc phế quản phía trên mà lồi vào cái phế quản gốc, cái hẹp phế quản gốc. Đấy, xẹp phía trên. Đây. Cái ngảnh vẽ lại cho các anh chị nhìn. Có chữ S ngược và cái khối đây. À, còn cái sáng này là gì? Nó xẹp cái thùy trên nhưng cái thùy dưới của phổi, âm thùy 6 ấy, nó lại giãn nở bù và đi lên nó lách vào giữa cái phổi xẹp, cái trung thất tạo thành đường sáng như này. Và khi mà cái phổi được giãn nở bù tốt thì các anh chị nhìn thấy cái tim nó ít bị lệch sang phải, cơ hoành ít bị kéo lên cao hơn do sự giãn nở phổi bù. Yeah. S ngược, đây là khối, đây chữ S ngược, chữ S vàng, xẹp thủy trên. Đấy. Và trên trục cắt lớp vi tính, anh chị nhìn, đây là khí quản, đây là cái khí quản, đây là phế quản gốc trái, đây là phế quản gốc phải, đây là phế quản thủy trên, nó cụt luôn, đây, u nó ăn cụt rồi đây, u toàn bộ cái chỗ này. Trên cái hình ảnh này thì các anh chị có nhìn thấy cái bệnh ở đâu không? Tôi các bạn cứ trả lời qua chat nhé, tôi sẽ gọi một vài bạn. Bạn Lê Đức Tâm. Bạn Lê Đức Tâm ở đây không? À, có em ạ. Em có thích bệnh lý nào ở đâu trên cái phim phổi thẳng này không? Dạ, em thưa thầy là em thấy là phổi phải thì nó xẹp hơn so với phổi trái ạ. Các cấu trúc mình thấy về bên phải ạ. Đúng rồi. À, cơ hoành nó bị kéo lên, nó kéo cao hơn so với bên trái một chút ạ. Đúng rồi, bạn nói hoàn toàn đúng. Trong phổi phải hẹp, khoang niên sườn hẹp, cơ hoành kéo lên cao. Và khi mà nó thu hẹp như này thì nó có mấy khả năng. Y như lúc trước các bạn nói, một thì cắt mất một thủy phổi, đúng không? Trường hợp này không có tiền sử cắt thủy phổi thì không bàn luận. Trường hợp thứ hai là gì? Do sơ sẹo
Cũng như mô phổi, ví dụ lao cũ nha, nó co kéo. Trường hợp chúng ta nhìn trên phim này không thấy sư đâu cả, không thấy vôi hóa đâu cả. Trường hợp thứ ba này do dày dính màng phổi, nó gây co kéo hẹp trường phổi. Trường hợp chúng ta không thấy dày dính màng phổi ở đâu cả. Như vậy còn một khả năng cuối cùng nữa là gì? Là xẹp phổi. Vậy bạn có nhìn thấy cái xẹp phổi ở đâu không? Cái xẹp phổi thùy trên nó dễ nhìn, nhưng cái xẹp phổi ở thùy khác nó không dễ nhìn như vậy. Bạn có nhìn thấy xẹp phổi ở đâu không, Mạch Tâm? Dạ em không nhìn thấy rõ. Bạn Dương Thu Cúc có nhìn thấy xẹp phổi ở đâu không? Dương Thu Cúc có đấy không? Như này thì thường là xẹp một thủy phổi chứ không thể là xẹp dưới phân dưới thủy phổi được. Vì vậy mà chúng ta phải đọc luôn là xẹp thủy đàm. Đấy. Sao được các bạn Nguyễn Thùy Linh có nhìn thấy không? Em phải là trên hình này em nhìn nó không rõ lắm đấy à? Đúng rồi. Thực ra đây thì rất điển hình của cái xẹp phổi nhưng chúng ta không nhìn rõ vì chúng ta không chưa nhìn đến những cái hình ảnh như thôi. Nó rất rõ các bạn ạ. Đây là xẹp thủy dưới phổi phải. Các bạn nhìn lên bờ tim. Đây là bờ nhĩ phải. Đây là bờ thất trái. Chúng ta nhìn thấy một cái đường này. Đây là rốn phổi, trạc ba khí phế quản này. Đây là rốn phổi đây. Thì có một cái đường chạy chéo này không? Đây chính là rãnh liên thủy lớn bị co lại. Và cái thủy dưới nó xẹp nó nằm ở đây. Nếu như cái thủy giữa nó xẹp nó sẽ xóa mờ bờ tim. Đây bờ tim mất rõ nét mà nhìn thấy một cái đường khác nằm đây. Đây chính hình ảnh điển hình của một cái xẹp thủy dưới phổi phải. Các bạn nhớ nhé, giả thể tích phổi nhìn thấy cái đường chạy chéo so với bờ phải tim như này, đây là xẹp thủy dưới phổi phải. Trên phim chụp các lớp vi tính chúng ta thấy là thủy dưới phổi phải nó xẹp đi. Đấy. Và đây là cái phế quản gốc phải, đây là phế quản gốc trái, có một cái khối u đây. Nó lồi về trong lòng của cái phế quản gốc bên phải nhưng không gây tắc hoàn toàn, nó tắc phía dưới thôi. Đấy. Và đây là cái cửa sổ trung thất, chúng ta nhìn đây là xẹp phía dưới phổi phải đây, và đây là cái khối u đây, nó gây hẹp phế quản gốc bên phải, tắc phế quản phía dưới. Quay lại đây, chúng ta nhìn kỹ hơn một chút nữa thì ra đây là hình ảnh xẹp phổi đây, thì có một cấu trúc nó mờ, nó hơi lồi lồi một chút đây, đây chính là cái u phổi đấy ạ. Chúng ta rất khó nhìn cái u trực tiếp trên phim X quang nếu ở rốn phổi, nếu như cái u này không lớn. Nhưng với cái kích thước, với cái hình ảnh bị xẹp phổi thì dưới như này, và trên những người cao tuổi người ta nghĩ ngay đến ung thư phổi, ung thư phế quản thì dưới rồi. Một bạn hỏi là đường chéo bờ phải của tim đó là gì ạ? Rãnh liên thủy lớn, đúng rồi. Các bạn tự hỏi và tự trả lời rất là tốt. Đây là rãnh liên thủy lớn của phổi, xẹp nó co vào đây. Và cái xẹp phổi chính là hình tam giác cái bé này này. Đấy. Các bạn nhìn đây, đây là hình ảnh xẹp phổi bên trái, nhìn rất rõ, tôi không phải hỏi lại nữa, nó mất thời gian, tôi sợ nó bạn học hai bài cơ. Lẽ ra một bài một thôi thì nó sẽ tốt hơn. Các bạn thấy đây, đây là cái xẹp phổi. Cái trường phổi bên này hẹp lại, khoang liên sườn hẹp rất rõ so với bên đối diện, trường hợp này hẹp rõ. Cơ hoành kéo cao và gập góc. Đấy, kéo cao và gập góc. Và cái hình M nó nằm ở hướng lên phía trên. Ở trên các bạn đã chat ngay rồi. Đúng rồi, các bạn hỏi đúng rồi, đây là cái hình ảnh xẹp thùy trên phổi bên trái, đồ hiệu xẹp thùy trên phổi trái. Và các bạn nhìn thấy cái hình ảnh khối u trực tiếp của phế quản thùy trên phổi trái không nhìn rõ, nhưng mà chúng ta nhìn thấy cái đám đờ mờ ở đúng phổi đây, thì đây là thường là u đấy. Tuy nhiên ngay cả khi chúng ta không nhìn thấy u, cái khối là mờ như này, thì chúng ta nếu như bệnh nhân xẹp phổi và không có cái nguyên nhân rõ rệt liên quan lâm sàng rõ rệt, thì thường chúng ta sẽ hướng tới là nguyên nhân u phổi, đặc biệt là trên những người
trung niên, những người có tuổi hoặc là những người có tiền sử hút thuốc. Tôi sẽ điểm danh lại hết một lượt cái xẹp phổi. Đây là cái xẹp phổi thì dưới phổi trái chúng ta thấy cũng trường phổi hẹp lại, thì trường phổi bên phải nó rộng, tim lệch sang trái. Đấy. Cơ hoành bình thường bên trái thấp hơn bây giờ lên cao bằng. Và chúng ta cũng nhìn thấy một cái đường chéo, đó chính là rãnh nhân thùy nằm ở sau cuống tim. Và cấu trúc mờ đồng nhất đây chính là cái thùy dưới nó xẹp. Và chúng ta nhìn thấy cái u chỗ này không nhìn rõ, chúng ta chỉ nhìn thấy cái phế quản này, nên là khí quản đây, nên là phế quản gốc, phế quản thùy trên, phế quản thùy dưới chúng ta không nhìn rõ nữa, có thể bị tắc phế quản thùy dưới chỗ này. Đấy. Và với cái hình như thế này chúng ta sẽ chụp các lớp vi tính để tìm u cụ thể, soi phế quản để xem như thế nào. Yeah. Một cái u thể thứ hai nào, u phổi ngoại vi. Vì hình ảnh trực tiếp của u phổi ngoại vi đó là gì? Nó khá đa dạng. Chúng ta nhìn thấy thường xuyên nhất ở ba dạng. Dạng thứ nhất ở nốt mờ là những cái cấu trúc mờ khá đồng nhất, ranh giới khá rõ. Đấy. Nó không, có thể không đều, nhưng nói chung ranh giới giữa nhu mô phổi và nốt mờ nó tương đối rõ. Kích thước dưới 3 cm, nếu như kích thước trên 3 cm thì người ta gọi là khối mờ. Từ 3 cm trở lên gọi là khối, còn dưới 3 cm là nốt. Hoặc hình hang, tức là gì? Nó là cái khối hoặc nốt mờ bên trong hốc khí là hình hang. Đây là ba cái hình hay gặp nhất của cái ung thư phổi ngoại vi. Tuy nhiên nó có một số ít trường hợp, dưới 5% trường hợp ung thư phổi nó lại là gì? Nó là tổn thương dạng đông đặc hoặc kính mờ giống như là viêm phổi. Tuy nhiên nó khác với viêm phổi là gì? Lâm sàng không có biểu hiện nhiễm trùng. Đấy. Và đặc biệt là khi mà nhìn thấy hình như thế, bác sĩ bao giờ cho dùng kháng sinh sau một đợt chụp lại tổn thương nó không thay đổi. Đấy. Còn nếu tổn thương viêm do nhiễm trùng chẳng hạn thì dùng thuốc nó sẽ thay đổi. Đấy. Và khối mờ và nốt mờ nói chung u phổi ngoại vi thì nó có đặc điểm là gì? Ranh giới thì khá rõ so với nhu mô phổi xung quanh, nhưng mà bờ thì không đều hay có tua gai, trở về có vẻ có cái tua gai này một chút, tua gai một chút. Đây cũng có một cái nốt bờ nữa, bờ cũng không đều và có vẻ trong có hốc khí. Đấy, đây có khả năng là dạng hang. Chúng ta sẽ zoom to ảnh lên một chút. Đây là cái nốt bờ. Đặc điểm của nốt mờ là ung thư phổi thì phần lớn bờ nó không đều như này, có tua gai. Mà muốn xem rõ được thì chúng ta phải zoom hình ảnh lên. Tôi bảo các bạn phải xem máy tính là vì thế. Nếu chúng ta nhìn cái hình này mà chúng không zoom to nên trông như đều ấy. Nhưng khi zoom to nên nhìn không đều một chút nào cả. Đấy, và trên chụp các lớp vi tính các bạn nhìn nốt mờ, bờ tua gai rất là rõ. Như này. Đây là điển hình của một ung thư phổi. Kích thước dưới 3 cm, dạng nốt mờ. Quỷ Trân đã trên khoảng 57.000. Bà đã tắt mic đi cái. Và chúng ta zoom to cái hình cái nốt mờ bên trái này, chúng ta thấy này, cái ranh giới nó cũng không được rõ như nốt mờ bên kia, nhưng chúng ta nhìn thấy bờ nó không đều này. Đấy, bờ đều, đặc biệt chúng ta nhìn thấy có hốc khí đây, có vẻ như hình hang. Đấy, và chụp các lớp vi tính ra đây là hình hang. Mặt trong hang có cái cấu trúc lồi như thế này. U phổi mặt trong hang nó không đều, nó lồi như vậy. Và bờ đúng là tua gai như thế không? Và cái kết quả mô bệnh học, cả hai nốt này đều là ung thư phổi mà là ung thư biểu mô tuyến của phổi. Ung thư biểu mô tuyến của phổi thì thường là dạng nốt khối mờ ngoại vi. Đấy. Và một số trường hợp có thể tạo thành hang. Ung thư biểu mô vẩy thì hay gặp hang hơn nhé. Một trường hợp thứ hai là cái ung thư nó là gì? Nó ung thư phổi thể hang, thực ra nó là khối các bạn ạ. Nhưng nó hoại tử ở giữa và nó thông với phế quản, và cái chất hoại tử nó theo phế quản, nhân ho hạt ra ngoài thì tạo thành hốc khí ở giữa. Và khi mà tạo thành hang như này thì phần lớn kích thước trên cm, thậm chí nó có thể đến rất to 7-8 cm ở trường hợp này.
một khối như này phải trên 6 cm, rất là to. Và đặc điểm là cái hang là gì, cái thành hang này thì dày không đều, và cái mặt trong hang này nó gồ ghề. Và bên cạnh này chờ con nốt mờ đấy nữa, bước mờ rất có thể đến cái di căn tại phổi hai bên. Và cái ung thư phổi thì hang này nó hay gặp trong ung thư biểu mô vẩy và ung thư biểu mô tuyến, có thể tạo hang này. Trường hợp hang nhỏ hơn, kích thước chỉ xấp xỉ 3 cm, chúng ta thấy cái thành nó dày, có hình mức dịch như này, nó rất giống cái áp xe phổi. Áp xe phổi hay mức dịch, tuy nhiên cái thành hang này nó dày. Đấy. Và bờ nó hơi không đều một chút như này. Và tất nhiên chúng ta phân biệt nó còn dựa vào lâm sàng nữa. Bệnh nhân không có sốt, không có cái tình trạng nhiễm trùng rất là nặng. Áp xe phổi bệnh nhân rồi tình trạng nhiễm trùng rất nặng, về mặt lâm sàng nhiễm trùng nặng. Xét nghiệm mạch cầu các cái bi lăng viêm như CRP, đúng không? Procalcitonin, đúng không? Ferritin, tất cả những nó rất là cao. Còn u phổi thì nó không có những cái đó. Và lâm sàng là bệnh nhân ho kéo dài chứ không phải là sốt cao đau ngực, ho rầm rộ lên như vậy. Và đây là hình ảnh u phổi thể hang. Một cái ung thư phổi đặc biệt là người ta gọi, trước đây người ta vẫn gọi là ung thư biểu mô tiểu phế quản phi đa, tức là gì? Nó xuất phát từ những cái biểu mô phế quản nhỏ và phế quản tận và phế nang, thì người ta gọi ung thư biểu mô tiểu phế quản phế nang. Tuy nhiên bây giờ thì người ta không dùng từ đấy, người ta vẫn gọi chung là ung thư biểu mô tuyến thôi. Và nó có hình ảnh khá đặc biệt, dẫn đến có thể nhầm với cái viêm. Mà đặc biệt là cái ung thư biểu mô tuyến ở giai đoạn sớm rất hay cái hình ảnh như thế này. Nó gì? Một hình đông đặc. Mình chỉ biết đọc hình đông đặc là gì rồi, hình mờ. Mờ mức bộ che đi, không nhìn thấy mảnh máu phổi nữa, nhưng vẫn nhìn thấy cái phế quản khí. Và ranh giới thì thường là không rõ, giữa vùng nhu mô lành và nhu mô đông đặc thì nó không rõ ranh giới. Loại hình thứ hai là gì? Loại kính mờ, tức là gì? Mờ hơn nhu mô phổi bình thường, nhưng chúng ta vẫn nhìn được mảnh máu đi qua cái vị trí đấy. Đấy. Lát nữa chúng ta sẽ xem. Các chị nhìn đây, đây là một nốt mờ, nhưng chúng ta vẫn nhìn thấy cái mảnh máu đi qua như này. Đây, hình mờ đây, cả cái vùng này là mờ, chúng ta vẫn nhìn thấy mảnh máu đi qua. Khi mà hình mờ như này thì cái nguyên nhân gây ra hình mờ này hay gặp nhất là tổn thương viêm phổi. Rất nhiều nguyên nhân viêm khác nhau, và chúng ta phải loại trừ, chúng ta phải xét nghiệm máu, khám lâm sàng loại trừ khả năng viêm hay không. Và thứ hai đó là gì? Chúng ta cũng không loại trừ nhiều trường hợp cái viêm nó rất là nhẹ mà xét nghiệm nó không rõ ràng được, lâm sàng không rõ ràng. Thì nó là chụp, người ta dùng kháng sinh một đợt và chụp lại sau một tháng. Nếu hình ảnh nó không thay đổi thì đó là một cái ung thư, nguy cơ khả năng là ung thư biểu mô tuyến chứ không phải tổn thương viêm. Rất may những trường hợp này ít gặp, dưới 5% trường hợp ung thư phổi thôi. Và đây, đây là một cái trường hợp tổn thương kính mờ, chúng ta vẫn nhìn thấy mảnh máu đi qua kính mờ, ranh giới không rõ. Và người ta theo dõi cái nốt mờ ấy, sau 2 năm thì chúng ta thấy là cái nốt mờ to lên, cái phần đặc ở giữa nó đặc tăng lên. Đấy. Và bệnh nhân được phẫu thuật ra thì đúng là ung thư biểu mô tuyến ở giai đoạn sớm nhé. Còn trường hợp này là trường hợp đông đặc như mô phổi, không khác là một cái viêm phổi thủy, hình tam giác hướng về rốn phổi, và vẫn nhìn được phế quản chứa khí. Ranh giới thì không rõ. Tuy nhiên những bệnh nhân này thì người ta dựa lên lâm sàng, nếu có viêm phổi thủy như này thường là rõ. Và thứ hai là gì? Người ta xem có biểu hiện, cái dấu hiệu của cận ung thư hay không. Ngay nữa thì ta dùng kháng sinh, ta điều trị thử 1 tuần, 2 tuần, xong nó chụp lại không thay đổi thì người ta phải sinh tiết. Đây là một cái ung thư biểu mô tuyến, nó phát triển lan tràn xung quanh theo đường khí, tức là qua các lỗ côn giữa các phế nang phát triển và tạo hình đông đặc không khác gì như là viêm phổi, nhưng nó là tổ chức u chứ không phải tổ chức viêm. Nhưng trường hợp này thì nó giống như kính mờ, cả cái nhóm này nó dưới 5% trường hợp thôi. Đấy. Thì chụp cắt lớp thì chị nhìn không khác tổn thương viêm phổi đông đặc, nhìn thấy phế quản chứa khí bên trong. Như vậy muốn chẩn đoán được gì, không gì hình ảnh không, ta luôn luôn phải phối hợp với lâm sàng, rất quan trọng. Đây nữa, đây là một cái trường hợp đặc biệt. Cái này thì rất hiếm gặp thôi. Chúng ta thấy hình đông đặc hai bên phổi, một bên độc đặc gần toàn bộ bên
cũng đặt quá một nửa phổi như này, trông không khác một cái viêm phổi nặng. Tuy nhiên người ta thấy rằng nếu như một cái viêm phổi đến mức độ như này, ví dụ như đợt này đang bệnh nhân đang có dịch COVID chẳng hạn, bệnh nhân như này vô cùng nặng, thở máy, phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc. Nhưng những bệnh nhân mà đông đặc như này nhưng người ta này chỉ hơi khó thở thôi, đi lại thì khó thở nhưng người ta vẫn ngồi, người ta vẫn sinh hoạt được nhẹ nhàng được, như vậy thì có một nguyên nhân gì đó rất mạn tính. Và một trong những nguyên nhân mạn tính như vậy có thể gặp luôn là cái ung thư biểu mô tuyến hoàn toàn tiến triển đi theo đường khí. Nhưng nhắc lại số là số hiếm thôi. Thế trên chụp các lớp vi tính chúng ta thấy hình ảnh đông đặc phổi hai bên gần giống tổn thương viêm, hình đông đặc. Chúng ta còn thấy hạch, cái hạch di căn ở trong trung thất, cái hạch trung thất nhỏ đấy, đông đặc ở giữa và kính mờ xung quanh, người ta gọi là dấu hiệu halo với dấu hiệu ánh hào quang đấy. Các bạn xem đầu Phật đấy, một cái ánh sáng tỏa ra thì cái đấy ánh hào quang đấy, halo sai. Cái dấu hiệu này có thể gặp trong một số bệnh nhiễm trùng, ví dụ như nấm phổi, nấm xâm nhập đấy, thì nó cũng có dấu hiệu này. Tuy nhiên trong cái bệnh cảnh lâm sàng không phải là không phải nấm phổi, không phải viêm nhiễm, thì chúng ta tình cờ phát hiện nốt mờ như thế này thì một trong những nguyên nhân hay gặp đó là ung thư biểu mô tuyến nha. Và những nốt có hình halo như này là rất nghi ngờ ung thư biểu mô tuyến của phổi. Thậm chí một số trường hợp các bạn nhìn lên đây hình chồi cây, đã chúng ta học về lao phổi ta sẽ biết hình chồi cây này là những tổn thương đi trong lòng phế quản đi ra phế nang, tạo hình chồi cây như này, giống cảnh cây đấy. Cái này khi nói đến hình chồi cây thì ta nghĩ ngay lao phổi hoặc bệnh lý viêm phế quản phổi, phế quản phi viêm đấy. Tuy nhiên có một số trường đặc biệt có thể rơi vào u phổi, còn là ung thư biểu mô tiểu phế quản phế nang ta vừa bàn luận, nó có thể như thế này. Tuy nhiên tôi đưa những tình huống này hiếm này ra, các anh chị không cần nhớ những cái ca hiếm này nha, thì bàn luận sau này anh chị nghe dần thôi. Tổn thương đông đặc liên quan ung thư phổi. Đây là một cái khối ốc khí ở giữa. Đây là thực ra đây là khối dạng hang. Tôi định hỏi các bạn thôi nhưng tôi sợ thời gian nó sẽ hết giờ các bạn mất. Đây là khối dạng hang. Hang là thành dày, không đều, mặt trong thì gồ ghề không đều. Nó khác thì hang của là hang lao nhé. Hang lao có thể thành như thế không dày không đều nhưng mặt trong hang thì thường nó đều. Cáp xe thì thành thì mỏng, mặt trong hang thì đều. Đây là cái u phổi thể hang, chụp CT nên các bạn sẽ nhìn thấy cái sự không đều của mặt trong hang rõ hơn, thành dày không đều sẽ rõ hơn. Đấy. Những hình ảnh gián tiếp của u phổi, khi các bạn nhìn thấy một tổn thương ở nhu mô phổi đang cân nhắc u hay viêm hay là gì đó thì chúng ta quan sát những dấu hiệu gián tiếp đôi khi nó có thể giúp chúng ta chẩn đoán được. Và đặc biệt những dấu hiệu này nó có thể định hướng chẩn đoán giai đoạn. Các anh chị không được học chẩn đoán giai đoạn ung thư phổi ở đây. Thế nhưng mà các anh chị cũng biết rồi, chẩn đoán giai đoạn cũng để chúng ta định hướng xem là mổ được cái công này hay là không mổ được này, chỉ điều trị hóa chất thôi này hay là chỉ điều trị xạ trị thôi này, chẳng hạn thế, thì chúng ta phải chẩn đoán giai đoạn. Thì những dấu hiệu gián tiếp này nó có thể gợi ý cho ta chẩn đoán giai đoạn nữa. Thì gián tiếp của u phổi là gì? Một, hạch to, là gì căn hạch, là thường gặp chất hạch rốn phổi hay trung thấp. Hai là gì? Xẹp phổi. Chúng ta vừa nhìn những dấu hiệu xẹp phổi chính là dấu hiệu gián tiếp chứ không phải trực tiếp. Trực tiếp là phải nhìn thấy khối. Và viêm phổi, những cái ung thư phổi nó có thể gây đến tổn thương viêm phổi xung quanh do nó hẹp phế quản, xong rồi ứ đọng rồi viêm, tràn dịch màng phổi do di căn trong màng phổi. Ung thư phổi rất có ái tính với màng phổi, rất hay xâm lấn hoặc di căn vào màng phổi, tràn dịch màng phổi. Cái thứ một dấu hiệu nó gì? Liệt cơ hoạch do u di căn vào trung thất hoặc xâm lấn trung thất, gây xâm lấn vào dây kinh hoành, dẫn đến liệt cơ hoành. Và dấu hiệu là di căn xương, là chúng ta có thể nhìn trên phim quang để chúng ta bảo là chỉ quang thôi, như cắt lớp vi tính hoặc chụp cái khác thì chúng ta có thể nhìn thấy một dấu hiệu khác. Đây là một trường hợp anh chị, bệnh nhân chụp lên chúng ta thấy tràn dịch màng phổi chiếm chủ đạo, chúng ta không nhìn rõ u đâu cả,
thì chính cái dịch nó che mờ đi, rất khó đánh giá. Nhưng chúng ta thấy có cái sự tràn dịch màng phổi đây. Và khi chụp các lớp vi tính thì chúng ta thấy đây, cái phế quản bên phải, góc bên phải thông thoáng như này, phế quản gốc bên trái nó hẹp như này, có cấu trúc lồi vào trong lòng, đây là một cái u phế quản gốc. Và quay lại đây chúng ta nhìn này, đây là khí quản, đây là phế quản gốc phải, phế quản gốc trái. Tuy nhiên trên cụ thể trường hợp này thì rất khó đánh giá có cái gì trong lòng phế quản trái không. Tôi nhìn thấy có hơi nghi ngờ chỗ này đây, nhưng quả thực nó khó nhìn. Đấy. Các chị chỉ nhìn tràn dịch không lý giải nguyên nhân được phải chụp các lớp nhé. Đây hình cảnh kẹp phế quản, liệt cơ hoành. Chúng ta nhìn thấy một cái khối ở rốn phổi bên trái. Mà cái cơ hoành trái nó cao tít lên như thế này. Nhưng chúng ta thấy đây, không có cái xẹp phổi thì dưới, không có cái xẹp phổi thì trên. Đấy. Không có dấu hiệu lúc chi sen. Vừa đấy có bạn là hỏi dấu hiệu chi sen, không phải chi sen, lúc chi sen. Tôi không sao, anh chị không cần để nhớ cái đấy. Trong bài này không phải học cái đấy. Tức là gì? Nó mờ cái thùy trên phổi bên trái và có cái giải khí sáng ở đây, dấu hiệu lúc chi sen do cái thùy dưới nó chen vào. Chúng ta không thấy dấu hiệu xẹp phổi thùy trên và thùy dưới, nhưng cơ hoành thì lại kéo cao lên mà u nó vừa rốn phổi. Vì sao? Vì u rốn phổi nó xâm lấn trung thấp hoặc nó di căn ở trung thấp, dẫn đến nó dính vào cơ hoành. Đây là kinh hoành, tinh kinh hoành bị liệt và dẫn đến cái cơ hoành nó liệt, nó nhão, nó kéo cao lên. Đây là cái dấu hiệu chỉ điểm cái u nó xâm lấn trung thấp, không có khả năng phẫu thuật được. Hạch to, quay lại cái bệnh nhân mà có hai cái u phổi hai bên, ung thư biểu mô tuyến, một bên thì dạng hang, một bên dạng nốt mờ, thì chúng ta thấy đây rốn phổi phải, rốn phổi xíu, rốn phổi trái nó có một cái gì đấy lồi đây, chúng ta zoom to lên đây, có cái cấu trúc lồi đây để so sánh với cái phổi thường. Như chị thấy đây, đây là cửa sổ chủ phổi lõm như này, và cửa sổ chủ phổi lồi như này, đây cái khối ở đây, đấy, vậy có một cái khối ở đỉnh phổi bên trái và nó có hạch ở rốn phổi bên trái, rất ủng hộ một cái ung thư phổi di căn hạch ở vị trí cửa sổ chủ phổi hoặc vị trí rốn phổi. Yeah. Và trên cái phim chụp các lớp vi tính thì chị nhìn này, đúng hạch ở vị trí rốn phổi và cửa sổ chủ phổi, hạch thậm chí đây cũng là hạch thâm nhiễm này, hạch nữa nhỉ. Chụp các lớp vi tính nó dễ hơn rất nhiều. Di căn phổi và di căn xương. Hỏi một chút cho tình ngủ nhé. Ở đây rất là to các bạn ạ, đây là cả cái khối to đùng mình này. Nó trồng vào cái quả tim mình được, bờ tim nó rõ nét. Bây giờ cả một cái khối trồng vào đây, xóa mờ bờ tim, nhìn thấy khối chưa? Đấy. Ngoài ra có những nốt mờ khác. Nốt mờ khác. Bên này cũng có những nốt mờ khác. Một số nốt mờ khác. Đây chính là cái u phổi rất lớn ở cái đáy phổi bên này. Đấy. Và nó di căn nhiều nốt khác ở hai bên phổi. Đây là di căn tại nhu mô phổi. Đây, chị nhìn thấy cái khối u nằm ngay sau ống tim. Rất là to này. Đấy, và nó di căn tại phổi, nốt mờ khác tại phổi. Và đặc biệt các anh chị nhìn đây, nó có di căn xương, phá hủy xương. Nhìn trên phim X quang thì rất dễ bỏ qua những cái này, đốt sống. Vậy thì có nhìn được trên phim X quang hay không? Hoàn toàn có thể nhìn được, chỉ có điều gì? Các bác sĩ chúng ta ít đọc về nó, không để ý nó, dẫn đến có thể bỏ qua nó thôi. Tôi sẽ chỉ cho anh chị, khi mà anh chị quan sát kỹ thì chị có thể thấy được cái tổn thương di căn xương đó. Anh chị nhìn đây, cái xương sườn bình thường nó liên tục như này, bờ trên bờ dưới liên tục như này, chúng ta nhìn từng xương sườn một,
nhìn từng xương sườn một. Và các bạn nhìn cái xương sườn này, cho nó bé đi như thế này, rất có thể có một cái tiêu xương sườn ở đây. Và cái đốt sống này thì nhìn thì khó hơn, nhưng mà chúng ta cứ nhìn lên đây, đây là một cái tròn này, đây là tròn, đây là hai cuống sống. Đấy, đây một cái tròn nữa, đây một cái tròn, hai cuống sống. Nếu như một đốt sống nào mà mất đi một trong hai cái tròn này thì người ta gọi là đốt sống tròn, hay là bị tiêu xương đốt sống. Và cụ thể như đốt sống này này, chúng ta nhìn thấy một bên không thấy đâu cả. Đấy, và kể cả cái đốt này tôi không nhìn rõ ràng đây cả. Không nhìn thấy rõ ràng cái mỏng gai đó, rất có thể có cái tiêu xương ở đây. Đấy, và chúng ta có thể không, trên phim X quang rất nhiều trường hợp chúng ta không cần khẳng định là có chắc chắn, nhưng chúng ta chỉ cần ghi là nghi ngờ tổn thương xương thôi, để có định hướng chỉ định các cái phương pháp cho các ngành khác để tìm ra đúng cái tổn thương đấy có đúng hay không. Đấy. À, một số tổn thương khác di căn thượng thận thì những cái đó là cắt lớp vi tính, chúng ta không đọc trên phim X quang. À, bây giờ chúng ta sẽ định hình lại những cái kiến thức chúng ta cần phải mang về nhà sau khi cái bài học này, bằng tôi đưa dưới dạng câu test xem mà chúng ta sẽ nắm đâu. Các bạn chọn một cái ý đúng nhất nhé. À, một là mô bệnh ung thư phổi, phần lớn là ung thư gì? Các bạn trả lời nhanh thì kết thúc nhanh. Các bạn trả lời luôn đi, bạn Nguyễn Thu Hà. Dạ, em thưa thầy là A. Rồi, phần lớn là ung thư biểu mô. Những cái ung thư tổ chức liên kết hoặc ung thư hạch liên phô, ung thư thần kinh nội tiết là ít gặp thôi nha. Ung thư phổi thì thường bắt đầu ở đâu? Bạn Nhan Tiếu. Bạn Nhan Tiếu có tên thật không? Chắc không hẳn tên thật đúng không? Em thưa thầy, em nghĩ là A. Em không rõ lắm. Là A đúng rồi. Phần lớn là u phát triển từ phế quản. Biểu mô phế quản thì có thể phế quản nhỏ, phế quản lớn khác nhau, và có thể ở phế nang nữa, nhưng mà phế quản là chủ đạo nhé. Từ biểu mô tiểu phế quản phế nang rất ít gặp thôi, phần lớn ở phế quản thôi. Tổ chức kẽ và màng phổi thì nếu nó xuất hiện thì nó không phải ung thư biểu mô, thì cái ung thư đấy sẽ ít gặp. Ung thư tổ chức liên kết chẳng hạn, ung thư lympho chẳng hạn, ít gặp. Câu này tôi chưa giảng nhưng tôi vẫn cứ hỏi. Sau đấy tôi sẽ trả lời sau. Vậy. Bạn Triệu Khánh Huyền, ung thư phổi hay gặp ở thùy nào hơn? Tức là thùy nào hay gặp hơn đấy? Bạn Triệu Khánh Huyền có đấy không? Một số bạn trả lời là A hay sao hay là của câu trước. Bạn Khánh Huyền không ở đây à? Dạ em thưa thầy, là thầy có nghe thấy em nói không ạ? Nghe thấy, nói đi. Em thưa thầy là em quay vào A, Thùy Trên ạ. Vì sao lại là hay gặp ở Thùy Trên? Các bạn suy luận một chút đi. Em dự đoán hay là em suy luận logic hay đã từng đọc rồi? Đây, một số bạn bảo là gì? U thùy trên vì là dễ phát hiện hơn. Em nghĩ thế ạ? C phải không ạ? Rồi. Bạn Huyền có trả lời được vì sao bạn chọn A không? Ủa sao mình hoàn toàn chưa nghĩ ra tại sao ạ? Bạn Lưu Bình Phương có đây không?
Cái này rất hay nha. Đây là những cái thông tin thực tế tôi đi làm đấy. Và nó ứng dụng rất nhiều sau này trong hành nghề các anh chị. Tôi nói rồi, đi thi cử nó chỉ là trong cuốn sách của thầy Hoan nhưng của bộ môn thôi. Còn ở đây mới là kiến thức quan trọng của các bạn làm việc. Bạn Phạm Di Sĩ tổ 4. Dạ. Bạn chọn là đáp án nào, u phổi hay gặp thủy trên, thủy giữa, thủy dưới hay cả ba thủy? Em thường em nghĩ thủy trên ạ. Vì sao? Em đã đọc như thế, em đoán thế hoặc là em tư duy logic như thế. Tôi hy vọng là các bạn tư duy logic được thì tốt nhất. Để tôi trả lời nhé. Đúng, các bạn trả lời đúng là thủy trên. Cả ba thủy đều có thể gặp u phổi, nhưng tỷ lệ gặp nhiều nhất là ở thủy trên. Trong cái thang điểm tính độ nghi ngờ một đốt nó là ung thư hay không ấy, thì thủy trên là một trong những cái nhân hệ số nghi ngờ lên. Đấy. Bởi vì như thế này, các bạn biết rồi, hút thuốc lá và hút khói bụi, cả nam giới mà ung thư phổi cao hơn là nữ giới, chẳng qua không phải do gen đâu ạ. Cái này là do một là đàn ông ấy là không yêu bản thân mình như chị em. Đàn ông ra đường có đeo khẩu trang đâu, đúng không? Với thứ hai nữa gì, làm nghề thì thường lựa chọn những nghề độc hại hơn, hít khói bụi nhiều hơn, khai thác mỏ quặng thì đều là nam giới. Mà một cái nữa gì, đàn ông thì rất ghét cơ thể mình, cho nên là thích hút thuốc lá, thích uống rượu, hút thuốc lá nhiều hơn, những kiểu vậy mà nam giới nguy cơ bị ung thư cao hơn là vì thế. Và trong đấy các nguyên nhân đấy thì ra nguyên nhân hút thuốc lá là số 1. Và khi hút thuốc lá, các bạn biết rồi, cái khói thì có xu hướng sẽ bay lên cao hơn. Đây là tư duy nó logic cho chúng ta dễ nhớ. Những cái vật liệu bụi khói nhẹ khi hít vào thường nó gây bệnh ở phía đỉnh phổi. Và cái bệnh nhân hút thuốc lá mà hút thuốc lá bị giãn phế nang ấy, thì nó cũng giãn phế nang ở đỉnh phổi nhiều hơn ở dưới đáy phổi. Đấy. Và ung thư phổi nó cũng phát triển nhiều hơn ở vùng đỉnh phổi so với đáy phổi. Như vậy cái thủy trên nó hay gặp hơn. Các bạn sẽ như thế, các bạn sẽ nhớ lâu hơn. Tôi vẫn đọc một số bạn là nhiều mạch máu thì nó sẽ liên quan đến di căn chứ không phải thế. Như hai nữa là thùy trên đấy, nó không phải là thùy lớn nhất đối với phổi phải đâu nhé. Đấy, phổi phải sao, phổi phải nó thùy dưới nó to hơn thùy trên cơ mà, đúng không? Để chia ba thùy. Và thứ hai là mạch máu nhiều thì nó ở thùy dưới nhiều hơn. Cái ung thư di căn ở phổi nó sẽ ở thùy dưới nhiều hơn. Bởi vì sao? Vì nó mạch máu nó sẽ ở phía dưới nhiều hơn. Chỉ khi nào mạch máu phía trên phía dưới bằng nhau, khi mà người ta nằm thì mạch máu thì trên thùy dưới phân bố như nhau. Nhưng khi người ta đứng vận động đi lại làm việc thì máu bao giờ nó theo hướng trọng lực, nó sẽ xuống thùy dưới nhiều hơn. Đấy. Tôi phải đành phải tương tác bằng những cái chat thế này. Có khi chat đấy các bạn còn có nói, tôi giảng trên giảng đường chả thấy bạn là trả lời. Đặc điểm hình ảnh u phổi ngoại vi phổi, đường ngoại ngoại vi, các bạn chọn đáp án nào? D, các bạn rất là nhanh, rất thông minh. Đúng rồi. Cái u phổi dạng hang ấy, thường nó xuất hiện trong một cái khối mà chúng ta quan sát được trên X quang. Mà khối quan sát rõ X quang ấy, phần lớn là u phổi trên ngoại vi. Chính vì vậy mà u dạng hang nó thường gặp ở u ngoại vi. Mà chúng ta chọn được một cái đúng rồi thì ba cái còn lại sai. Nhưng mà chúng ta phải hiểu vì sao sai. U phổi trên ngoại vi thường gây sạc phổi, nó không đúng rồi. Đúng không? U phổi trung tâm thì gây sạc phổi. U phổi thể ngoại vi thường gây viêm phổi thùy. Đấy, câu này các bạn suy luận thôi, nhưng tôi chưa nói rõ cái này. U phổi thể trung tâm nó hay gây viêm phổi hơn. Vì sao? Vì nó gây hẹp cái phế quản thùy và nó hay gây viêm phổi thùy. Cái viêm phổi thùy đi kèm vào rất khó chẩn đoán, nên nó hay gây viêm phổi hơn là cái u phổi ngoại vi. U phổi ngoại vi nó có thể viêm phổi nhưng ít gặp hơn. Ít hơn thôi chứ không phải không có nhé, bạn nhớ nhé.
C là u phổi thể bệnh vi thường khó phẫu thuật, sâu gần chặt ba khí phế quản. Thực ra u phổi nó mổ được hay không mổ được nó do giai đoạn, nhưng mà nếu mà do gần chặt ba khí phế quản thì nó là u phổi trung tâm. Đấy. Các bạn rất thông minh. Đặc điểm của ung thư phổi dạng hang, các bạn chọn đáp án nào? Hang thường có thành mỏng, mặt trong hang thường đều, u thường có kích thước nhỏ, giai đoạn u thường là giai đoạn muộn. Các bạn trả lời đi, lựa chọn bằng chat ấy. Một người chọn D, tôi thấy bạn Tiêu Quang Trường rất là nhiệt tình, những người học là như thế. Các bạn học nhiệt tình như là bạn thuộc trên lớp đó phải học lại. Bạn Nguyễn Quang Linh, bạn Nguyễn Thị Loan đều chọn D. Tốt. Các bạn tư duy logic đơn giản thôi. Hang thì không có chuyện thành mỏng rồi, tôi nói thành mỏng chỉ áp xe thôi, áp xe phổi thôi. Mặt trong hang đều, trong áp xe và trong lao chứ không phải trong ung thư. Đấy. U thường có kích thước nhỏ, thường nó to mới hoại tử. Và thường nó to rồi mới hoại tử thì có nghĩa là thường là giai đoạn muộn. Tốt. U phổi thể thể trung tâm. Các bạn chọn đáp án nào? U thường gây xẹp phổi, u thường là phế quản nhỏ, u thường thường dễ quan sát, dễ u dối S vô đừng quan sát thấy u phế quản kỳ trên phổi trái. Đấy. Tất cả đều chọn B. Tốt, rất nhiều bạn chọn B. Bạn Trường, bạn Hữu Huy, bạn Lê Thị Dương đều chọn B. Các bạn chọn đúng rồi. U phổi từ trung tâm thì ở phế quản lớn rồi, thường gây xẹp phổi thì đúng rồi. Dễ quan sát, thường quan sát dễ quan sát thì u không đúng như vậy đâu, đúng không? Chúng ta chỉ một số trường hợp quan sát rõ u còn lại thì chúng ta thấy xẹp phổi chính. Rồi S. Golden cho thường quan sát thấy u phế quản ở phía phải chứ không phải ở phổi trái. Phổi trái không có cái dấu S. Golden. S. Golden đặc trưng cho ung thư phế quản tùy trên phổi phải. Ung thư phổi ngoại vi có thể gặp với hình ảnh khối từ 3 cm trở lên hoặc nốt bờ dưới 3 cm. B là hang, C là đông đặc, D là kính mờ. Các bạn chọn đáp án nào? Không thể trả lời nhanh, chúng ta đang suy nghĩ rồi. Bạn Dương đề nghị chọn tất cả. Bạn Nguyễn Quang Linh chọn A, bạn Trường đặt D. Câu này khó quá. Câu này khó vì sao? Vì các bạn quen đi thi rồi. Chỉ có chọn một vào thôi. Đấy. Bạn Lê Thị Dương ban đầu chọn B, sau đó chuyển sang tất cả. Đúng rồi. Cái này là tất cả. B là của tuần trước thầy ạ. Tôi lừa các bạn một tí, thực ra nó gặp trong tất cả những hình này, nó gặp tất cả. Nó chỉ tuy nhiên thì hơn 95% trường hợp nó là A và B. Đấy. Cái kính mờ này thì nó khá hay gặp khi nó còn nhỏ, còn khi nó to lên nó sẽ khối dạng hang. Mà trên X quang chúng ta phần lớn là nhìn khối và hang thôi. Còn kính mờ nó nhỏ lắm, cái CT gì đấy là chính, ít quan nó ít gặp. Còn đông đặc tức là tổn thương to rồi mà vẫn là đông đặc thì nó ít gặp. Đấy, chính vì vậy mà hay gặp A và B, còn C và D ít gặp, nhưng có thể gặp tất cả những trường hợp trên. Vì lúc này là có thể gặp chứ không phải là hay gặp. Đấy. Cảm ơn các bạn. Tôi kết thúc cái bài về u phổi, xem thời gian nữa nào. Còn một bài về lao phổi nữa. Mình chết một tiếng rưỡi rồi.